Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thoa Ngọc Anime. Anh em thấy đó, một nhân vật chính mạnh mẽ trong thế giới anime thì chuyện chẳng sớm hay muộn mà họ sẽ mắc phải đó chính là phải cứu giúp một cô nàng. Chính tại thời khắc này thì chắc chắn sẽ khiến cho cô nàng đó phải động lòng phàm. Hôm nay hãy cùng với Thoa Ngọc Anime đến ngay với Top 10 anime có main mạnh mẽ khiến cô gái phải lòng anh sau khi cứu cô ấy. Và sau khi xem xong top anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. 10. My Cultivator Girlfriend, thể loại phiêu lưu fantasy lãng mạn siêu nhiên siêu sức mạnh. Trong thế giới tu luyện hiện đại, khắp nơi đều là luật rừng, mọi người đều cảm thấy bất an. Sau khi cứu một cô gái tu luyện, nhân viên bảo vệ Ma Ying Seong vô tình bắt đầu hành trình tu luyện của mình. Second No Blacksmith, thể loại hành động phiêu lưu fantasy. 44 năm trước, các quốc gia sống sót sau chiến tranh và Banil đã tuyên bố hòa bình và cấm sử dụng các khế ước quỷ đã tàn phá vùng đất này. Giờ đây, tân hiệp sĩ Cecily Campbell đang mong muốn noi theo tấm gương của gia đình cô và bảo vệ người dân thành phố bằng cách sử dụng thanh kiếm mà cô ấy được thừa kế từ gia đình mình. Thử thách đầu tiên của cô ấy là trên khu chợ. Bốn kiếm sĩ điên cuồng tàn phá thường dân và Cecily lao vào hành động để khôi phục trật tự. Bị choáng ngợp, vũ khí của cô ấy vỡ tan, nhưng một người lạ có tay nghề cao cầm một thanh kiếm kỳ lạ đã can thiệp. Với tình hình đã trở nên khó khăn, Cecily tìm đến một thợ rèn địa phương trong nỗ lực khôi phục lại vật gia truyền của gia đình cô ấy. Tuy nhiên, cô phát hiện ra rằng vị cứu tinh của mình, thợ rèn Luke Ainsworth, có thể là người duy nhất có khả năng sửa chữa nó. Quyết tâm sửa lại thanh kiếm quý giá của mình, cô tìm kiếm người đàn ông đã cứu mình. Tuy nhiên, một nhóm cướp đã bất ngờ tấn công một đoàn xe đang tiến về thành phố. Những kẻ tấn công vô nhân đạo và một con quỷ bằng xuất hiện, lược nghi ngờ việc sử dụng hợp khế ước và kêu gọi một sức mạnh thiêng liêng để đánh bại chúng. Trong khi đó, một bóng người trùm đầu ẩn nấp, quan sát từ xa, kẻ nguy hiểm bí ẩn này là ai và sự xuất hiện của hắn ta có ý nghĩa gì với cặp đôi này. 8. Yozakura Quartet, thể loại hành động hài hước siêu nhân siêu sức mạnh shonen. Thế giới của Yozakura Quartet thực sự không phải là một, mà là hai thế giới. Một là của con người và một là của yêu quái. Mặc dù xuất hiện chủ yếu là con người, yêu quái có thể có những đặc điểm cơ thể giống với động vật, cùng với một số khả năng đặc biệt. Thông thường, yêu quái bị giới hạn trong thế giới của chúng, nhưng một số đã tìm được đường vào thế giới của con người. Là biểu tượng của hòa bình và là cầu nối giữa hai vương quốc, một thành phố được xây dựng trong hàng rào bảo vệ của 7 cây ma thuật, hay còn được gọi là thất trụ. Thành phố Sakurashi này là nơi sinh sống của cả con người và yêu quái. Hòa bình giữa họ được duy trì bởi văn phòng tư vấn cuộc sống Hizumi. Giám đốc của văn phòng này là Akina Hizumi, một thiếu niên có khả năng thực hiện, điều chỉnh, có thể đưa quái vật có hại trở lại thế giới của họ vĩnh viễn. Anh ta được hỗ trợ bởi một nhóm các cô gái, bao gồm thị trưởng yêu quái 16 tuổi của thị trấn Hime Yarizakura, phát thanh viên và nhà ngoại cảm thường trú Ao Nanami và Kotoha Isane. Bạn yêu có thể triệu hồi đồ vật chỉ bằng cách nói tên của chúng. Khi những cư dân mới đến và những sự kiện bí ẩn bắt đầu xảy ra, bộ tứ này và những người bạn thân nhất của họ phải tiếp tục bảo vệ thành phố Sakurashin và duy trì sự cân bằng hòa bình mong manh giữa con người và yêu quái. 7. Devil's Line, thể loại hành động drama lãng mạn siêu nhiên vampire seinen. Macaron đi lại giữa xã hội tồn tại như một phần của nó. Họ không yêu cầu máu để tồn tại, nhưng những cảm xúc cực đoan có thể làm tăng sự khát máu của họ, biến họ thành những con quái vật không thể kiểm soát. Tsukasa Taira, một sinh viên đại học 22 tuổi, biết về sự tồn tại của Macaron khi người bạn lâu năm của cô tiết lộ mình là một trong số họ sau cuộc đối đầu căng thẳng với Yuki Anzai, một người lai Macaron. Bạn của cô bị bắt và Tsukasa sớm nhận ra rằng mình bị cuốn hút bởi Anzai, người miễn cưỡng đáp lại tình cảm của cô ấy.
Tuy nhiên, mối tình lãng mạn khác thường này có thể tỏ ra quá khó để duy trì vì Anzai phải vật lộn để kiềm chế phần anh ta muốn ăn tươi nuốt sống Tsukasa. Tsubasa Chronicle, thể loại hành động phiêu lưu fantasy lãng mạn siêu nhân shonen. Trong một cuộc khai quật tại khu di tích bí ẩn ở Cloud Country, Xiao Ran phát hiện ra người bạn thời thấu của mình, công chúa Sakura xuất hiện với đôi cánh phân tán thành nhiều lông vũ. Khi chiếc lông biến mất ở các chiều không gian khác nhau, trí nhớ của Sakura cũng vậy. Trong nỗ lực cứu sống Sakura và khôi phục lại trí nhớ của cô ấy, Xiao Ran đã du hành đến một thế giới khác để tìm giải pháp. Chỉ có một điều mà anh ấy có thể làm, du hành đến các chiều không gian khác nhau để thu thập lông vũ của Sakura, giúp đỡ nhiệm vụ là Kurokane, một ninja bị lưu đày từ Nhật Bản, người mong muốn trở lại thế giới của mình. Pháp sư chạy trốn Fei, người mong muốn di chuyển giữa mỗi thế giới để không bao giờ trở về, và sinh vật màu trắng có tên là Mokona. Năm, Conquest Senki, thể loại hành động drama fantasy lãng mạn. Lục địa Atlatan một lần nữa bị thiêu rụi bởi ngọn lửa chiến tranh sau một sự kiện kinh hoàng được gọi là bi kịch đại lễ đường. Những gì được cho là một dịp vui vẻ để thiết lập hòa bình giữa liên minh Fantasia và liên minh nhà máy, cuộc hôn nhân của Sir Alexis Dales và phu nhân Marine Creature lại trở thành một bi kịch. Khi cô dâu và chú rể bước xuống lối đi, buổi lễ đột ngột bị gián đoạn bởi sự hội tụ mạnh mẽ của Chaos, một năng lượng đen tối từ một chiều không gian khác, phá hủy vùng đất và đưa các quái vật và ác quỷ vào thế giới. Từ bên trong nguồn năng lượng đó xuất hiện chúa quỷ Diablo, một ác nhân ngay lập tức sát hại các thành viên của cả hai phe, làm tiêu tan mọi hy vọng về hòa bình giữa họ. Thất bại trong việc ngăn chặn thảm họa này, Silica Melites, một pháp sư của liên minh, đang đi qua vùng nông thôn bị nhiễm hỗn loạn để theo học một pháp sư bậc thầy. Khi cô ấy bị chặn lại bởi một nhóm binh lính làm việc với liên bang, Silica được theo Cronaro, một chiến binh trẻ tuổi mang một crest bí ẩn, một biểu tượng ma thuật cho phép người sở hữu nó có khả năng giải phóng Chaos, không trung thành với một miền cụ thể, theo hy vọng sẽ đạt được cấp bậc chúa để có thể giải phóng thành phố quê hương Sistina của mình khỏi kẻ thống trị độc tài và sự hỗn loạn đang lan rộng trong đó. Ấn tượng với mục tiêu cao cả của mình, Siloka ký một khế ước ma thuật với Theo và cả hai bắt đầu cuộc hành trình khôi phục sự cân bằng cho vùng đất bị chiến tranh tàn phá của họ. Bốn, Oda Nobuna no Yabo, thể loại hài hước lãng mạn lịch sử. Học sinh trung học Yoshiharu Sagara tỉnh dậy và thấy mình đang ở giữa trận chiến thời kỳ Sengoku. Anh được cứu bởi Hideyoshi Toyotomi huyền thoại, nhưng phải trả bằng chính mạng sống của người anh hùng. Với hơi thở hấp hối của mình, người chiến binh cầu xin Yoshiharu trở thành lãnh chúa phong kiến thay thế cho anh ấy. Giờ đây lịch sử đã thay đổi, Yoshiharu sẽ giữ cho dòng thời gian không bị sai lệch thêm nữa. Tuy nhiên, sau khi giải cứu Nobunaga Oda, người mà anh phát hiện ra thực sự là đồng đội nữ của Nobunaga Oda trong truyền thuyết, Yoshiharu nhận ra rằng anh đã được đưa đến một thực tế khác, nơi hầu hết các lãnh chúa lịch sử của Nhật Bản hiện là những cô gái dễ thương. Để mọi chuyện ổn thỏa và tìm đường trở về nhà, Yoshiharu đồng ý trở thành một trong những thuộc hạ của Nobunaga và hỗ trợ cô trong cuộc chinh phục Nhật Bản. Khi Nobunaga bắt đầu chiến dịch của mình, Yoshiharu phát hiện ra rằng lịch sử mà anh ta được học từ việc chơi trò chơi điện tử Nobunaga's Ambition cho phép anh ta dự đoán các sự kiện trong tương lai và lật ngược tình thế chiến tranh. Sử dụng món quà vô giá này để trợ giúp các vị tướng xinh đẹp của tập Oda, Yoshiharu hy vọng sẽ giúp lãnh chúa mới của mình thực hiện ước mơ và chiếm được trái tim của phụ nữ ở khắp nơi. Ba, Nurarihion no Mago, thể loại hành động siêu nhiên ác quỷ shonen. Rất lâu trước khi Riku Nura được sinh ra, yêu quái huyền thoại Nurarihion, thủ lĩnh của cuộc diễu hành ban đêm của 100 con quỷ, đã yêu một người phụ nữ.
Mặc dù ban đầu cả hai tìm thấy hạnh phúc, nhưng một mối đe dọa từ con cáo, quỷ đáng sợ Hagoromo Kitsune sẽ cản trở mối quan hệ của họ. Hiện tại, Rikuo đã chiếm vị trí của mình với tư cách là người thừa kế gia tộc Nura. Trong khi đã chấp nhận phe yêu quái của mình, anh ta đã tiếp tục duy trì bí mật về yêu quái. Một nhiệm vụ khó khăn khi phải đối mặt với tộc âm dương sư Keikain và người bạn bị ám ảnh bởi yêu quái của anh ta, Kiyosugu. Dù vậy, Rikuo sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ những người quan trọng đối với mình. Sự xuất hiện trở lại của Hagoromo Kitsune nham hiểm đánh dấu sự khởi đầu của phiên tòa đáng sợ nhất cho đến nay của Rikuo. Sinh vật đáng sợ mang một mối đe dọa cá nhân chống lại gia đình của mình và sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì để thấy giấc mơ của cô ấy thành hiện thực. Thế giới đang đứng trước nguy hiểm, một cuộc chiến toàn lực sẽ kéo Rikuo làm trung tâm. Hai, Eureka 7, thể loại phiêu lưu drama lãng mạn viễn tưởng mecha. Tại thị trấn Belfast, một cậu bé 14 tuổi có tên là Renton Thurston. Anh muốn rời bỏ quê hương và tham gia vào nhóm lính đánh thuê có tên là Gecko State. Hy vọng sẽ tìm thấy một cuộc phiêu lưu nào đó để làm tươi sáng hơn cuộc sống chân thực của mình. Tuy nhiên, bị mắc kẹt giữa sự khăng khăng muốn trở thành một thợ cơ khí và áp lực từ di sản của người cha đã khuất. Điều thú vị duy nhất mà Renton tìm thấy là thú vui cưỡi các hạt sóng Chapa phân tán trong không khí, một hoạt động giống như lướt sóng. Mọi thứ thay đổi khi một vật thể không xác định đâm xuyên qua gara của Renton. Được biết đến là hoạt động tìm kiếm ánh sáng. Một robot có khả năng cưỡi sóng Chapa, đặc biệt được biết đến với cái tên Nivas Type Zero. Phi công của nó là một cô gái trẻ có tên là Eureka, một thành viên của Gecko State, người yêu cầu điều chỉnh cho Nivas. Cuộc gặp gỡ của họ khởi đầu cho sự tham gia của Renton với Gecko State khi anh ta cất cánh cùng với Eureka với tư cách là phi công phụ của Nivas. Một, Mahou Tsukai no Yome, thể loại fantasy đời thường shonen. Chise Hattori, một cô gái 15 tuổi ở Nhật Bản, được bán với giá 5 triệu bảng Anh trong một cuộc đấu giá cho quý ông đeo mặt nạ. Bị bỏ rơi khi còn nhỏ và bị các bạn đồng trang lứa chế giễu vì hành vi bất thường của mình, cô sẵn sàng treo thân cho bất kỳ người mua nào nếu điều đó có nghĩa là có một nơi để về. Trên đường đến một số phận không xác định, cô nghe thấy những lời thì thầm từ những người đàn ông mặc áo choàng dọc theo con đường của cô ấy. Đồn thổi và phàn nàn rằng một người mua như vậy đã chạm tay vào một chiếc sleigh baggy hiếm có. Bỏ qua những lời xì xào, người đàn ông bí ẩn tiết lộ mình là Elias Ainsworth, một pháp sư. Sau một phép thuật dịch chuyển, cả hai cùng mở mắt ra và thấy một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ của Elias ở vùng nông thôn nước Anh. Được chào đón bởi các tiền nữ và bao quanh bởi những sinh vật kỳ lạ và tuyệt vời khi cô đến. Những sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu câu chuyện của Chise với tư cách là người học việc và được cho là cô dâu của pháp sư cổ đại. Trên đây là top 10 anime có main mạnh mẽ khiến cô gái phải lòng anh sau khi cứu cô ấy mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các anime tương tự nhé. Thêm về đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thảo Ngọc Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!